Dạ. Chào ông. Chào anh. Dạ. Ông ai ạ? Anh vô văn phòng bác sĩ, tôi bác sĩ chứ ai. À, ông là bác sĩ. Dạ, dạ chào bác sĩ. Dạ. Chào bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Ngồi chơi chờ chút bận quá. Dạ, dạ cảm ơn. Ở văn phòng bác sĩ sao mà để đèn mờ mờ? Em nhớ giống như mấy cái chỗ... Rồi có đâu có mờ. Tháng trả 400 đô vậy còn mờ nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, thôi thôi. Anh làm ơn tháo giùm tôi cái kia. Sáng đó trời không có khách mình đã thấy bà nội luôn á. Dạ, dạ đúng rồi, dạ sáng quá. Phong cảnh sáng sủa và đẹp quá. Dạ. Đẹp chứ, mình trong phòng bác sĩ phải sạch sẽ khăn ra. Dạ, dạ. Ủa sao cái nền bác sĩ vậy? Sơn màu đỏ quét vậy bác sĩ? Không có sơn, không có sơn. Dạ, cái này cái gì? Kinh nghiệm mà. Ủa, kinh nghiệm là sao bác sĩ? Này máu bệnh nhân không á. Bởi vì mình muốn lưu truyền lại cho con cháu đời sau đó. Dạ. Tôi mới làm có 4 năm á, tôi mổ xong máu bệnh nhân xuống để vậy luôn á. Mà tôi nói cho anh nghe nha, cái văn phòng của tôi á là ít á. Dạ. Anh tới với cái văn phòng mà bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm á. Dạ. 14, 15 năm á. Dạ. Anh biết không? Tôi á, tôi trẻ phải không? Tôi mổ á, tôi còn lựa mấy cái mạch máu mà nó nhỏ đó. Tôi mổ á. Còn mấy ông mà bác sĩ mà 20-30 năm trở lên rồi đó, mấy ông già nhiều khi không có tay đường. Ông mổ trời ơi, xuống mấy cái mạch máu lớn nha. Trời nó xịt đầy phòng luôn, đỏ hết trơn cái này luôn nè. Mới có 4 năm mà cái nền nhà máu đỏ hết trơn đó bác sĩ ha. Không chưa chưa. Còn trong đất kia phải chừng 2 người nữa nó mới hết. Tôi mới bắt cái ống nó chạy qua bệnh. Ừ. Còn 2 người nữa. Bác sĩ giỏi quá. Ho cũng mổ mà. Dạ không có ho, dạ bữa nay không có ho. Không ho lát nữa thì khám bệnh khác mổ. Ai nặng tưởng thì giống bác sĩ quá ha. Ông tới đây có chuyện gì? Dạ hôm nay dạ em tới đây để... Giờ đây chi vậy ta? À dạ em nhớ rồi. Dạ em đang đến đây để em tìm bác sĩ. Dạ tìm bác sĩ. À, không, tôi muốn hỏi anh là tại sao tới đây tìm tôi có chuyện gì không? Dạ hôm nay dạ em đến em tìm bác sĩ dạ để mà ủa đang chi vậy bác sĩ? Trời anh chưa già mà lẫn dữ rồi nha. Cái này mổ được à? Dạ em có không? Em đâu có lẫn đâu. Bác sĩ cho mới thăm là thường thường mà người ta tới đây người ta tìm bác sĩ và để làm gì vậy bác sĩ? À thì để tôi làm cho người ta hết tiền. Ê lộn làm cho người ta hết bệnh chứ gì? À em biết rồi hôm nay dạ em đến đây em tìm bác sĩ và để nhờ bác sĩ dạ khám bệnh giùm em. Dạ, dạ. À, vậy là ông bệnh gì? Dạ anh em ủa em bệnh gì bác sĩ? Tôi đâu có biết đâu ông bệnh gì. Ông là bác sĩ ông không biết thì sao tôi biết được? Chưa nghe sao biết. Ủa vậy là bệnh em nghiêm trọng lắm hả thưa bác sĩ? Trời ơi ông bị điếc hả? Dạ không có điếc, bệnh em không có điếc. Em không có điếc, nghe rõ lắm. À vậy là ông bị bệnh giật thần kinh. Dạ bộ có tôi bị khùng hả cha? Nè hồi sáng giờ là tôi ế, tôi không có khách, tôi ngồi đau lưng rồi nha. Tôi anh mở hàng nha, tôi không có giỡn với anh nha. Giờ tôi hỏi anh lần câu cuối cùng là anh bị bệnh gì? Nói cho bác sĩ nghe nè, em không có bị bệnh điếc mà cũng không có bị bệnh giật thần kinh nữa. Tôi không có hỏi anh là không bệnh gì, mà tôi hỏi anh là có bệnh gì. Hôm nay em đến để nhờ bác sĩ khám giùm em cái bệnh mà em bị bệnh gì nói mau đi. Bộ bệnh em nói chậm không được hả bác sĩ? Biết rồi. Anh không có bệnh gì hết trơn hết trọi. Không có bệnh gì hết. Anh làm ơn làm phước anh về giùm tôi đi ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Cái đồ lãng trí mà. À đúng rồi. Đúng rồi bác sĩ. Dạ em vô đây nhờ bác sĩ khám giùm em cái bệnh lãng trí. Lãng trí. Ấy chưa tôi nói mà. Dạ. Kinh nghiệm đầy. Hay quá ha bác sĩ. Hết trơn sàng. Dạ giỏi quá. Ghi nhớ anh. Dạ. Ghi nhớ. Thì ra là vậy á. Thì ra là hôm nay em đến đây để em nhờ bác sĩ khám giùm em cái bệnh mất trí nhớ. Không phải. Sao không phải? Hồi nãy anh nói với tôi là đúng rồi. Hồi sáng giờ kiếm được cái bệnh mừng thấy mẹ giờ chối à. Chối đâu chối. Em không có bị bệnh mất trí nhớ.
em bị bệnh kém trí nhớ. Có khác bác sĩ gì đâu? Khác chứ bác sĩ. Nếu mà em bị bệnh mất trí nhớ, em đâu có nhớ được là em bị bệnh mất trí nhớ. Kém trí nhớ, kém trí nhớ. Dạ. Kém trí nhớ thì kém trí nhớ. Bệnh này có chữa được không? Được, đã nói là bệnh là phải có cách chữa. Dạ. Nhưng mà cái bệnh này phải đặc biệt hơn cái, những cái bệnh khác. Ừ, đặc biệt là sao vậy bác chị? Là cái bệnh này đó là phải trả tiền trước xong mới chị. Cái gì kỳ vậy? Sao kỳ? Bác sĩ chưa có chị gì hết trơn mà đòi tiền trước rồi. À, chứ giờ tôi chị cho anh hết xong rồi anh không nhớ là tôi chị thì anh không trả tiền tôi sao? Nếu mà em không nhớ là bác sĩ trả tiền cho bác sĩ rồi thì bác sĩ chưa có, giống như là chưa có chị gì hết trơn á. Trời ơi, vậy là đâu có trả tiền cho bác sĩ được. Nhớ chứ, nhưng mà chữa xong rồi mới nhớ, còn bây giờ tới đó anh đâu có nhớ được. Bác sĩ ơi, nhưng mà rủi là tới lúc đó em không nhớ là em đã trả tiền cho bác sĩ rồi, lỡ như em trả tiền cho bác sĩ nữa rồi sao? Tôi lấy chứ sao? Hả? À, không không, ý tôi nói đó là tôi sẽ lấy cái hồ sơ bệnh án ra cho anh coi là anh đã trả tiền rồi. Dạ, chứ bác sĩ như tụi tôi á là thuộc lòng cái câu lương y như từ mẫu vậy đó. Lương y như từ mẫu. Ừ. Mới bác sĩ ơi, còn bệnh nhân của tụi em á thì thuộc lòng cái câu là lương y như tháng trước á. Là sao? À, tháng nào cũng lãnh y chang để không có lên lòng nào hết trơn. Anh cũng vui quá ha. Dạ. À, nhưng mà yên chí đi, tôi hơi ghi hết cho trong cái to này rồi nè. Đó. Dạ, dạ. À. Bác sĩ ơi, bệnh em trả bao nhiêu tiền bác sĩ? Như có nhiều đâu, có 1.000 bạc à. Cái gì mắc dữ vậy? Bệnh gì mà mắc cái to hút không 1.000 đồng? Trời ơi, bệnh mất trí nhớ chứ đâu phải bệnh tầm thường đâu. Bệnh mất trí nhớ. Nhưng mà em đâu có bệnh mất trí nhớ đâu, em bị bệnh kém trí nhớ mà phải trả ít hơn chứ. Đúng rồi, thì kém trí nhớ thì nó ít hơn. À, khoảng 1.500. Trả vậy cũng hên á. Hên á là bị bệnh là kém trí nhớ á, chứ bệnh mất trí nhớ là phải trả cho bác sĩ tới 2.000. Đây để to thuốc nè đó, anh thấy không, tôi á, tôi nói anh nghe công hiệu vô cùng. À, chưa gì hết á, tôi mới cứ ghi cái to không á là anh đã biết tính toán rồi, anh thấy không? Trời ơi. Đây nha, em nhớ là em trả cho bác sĩ cái check này rồi nha. Ờ, nhưng mà em không nhớ là ở trong băng em còn có tiền không á. Trời đất ơi, em bị bệnh kém trí nhớ mà. Trời đất ơi, sao chữa bệnh cho anh cầu may quá, anh có tiền mặt không? Ừ, dạ nên chi vô bác sĩ đưa chút đỉnh đi, 1-20 gì cũng được đặng, nếu mà nó có gửi về cũng vậy chạy thì trả tiền phạt chứ. Không có đâu, lúc bác sĩ trị bệnh em hết rồi em nhớ em trả cho bác sĩ cho. Hơi xui quá, mà kệ nó có còn hay không. Ôi, nhưng mà tôi nói cho anh nghe, anh đừng có bận tâm gì hết á. Dạ. Nghe. Anh yên chí đi, tôi chữa là phải một. Chữa là hết liền bác sĩ. Ông chớ có bận tâm về điều đó. À, bởi vì mà khi khoa học mà nó tiến bộ đó, thì cái kỹ thuật mà in ấn giấy tiền đô la ra đời đó, thì những cái mà lo lắng như ông đó, nó không còn tồn tại trên cái cõi đời này nữa. Nhưng mà ông bác sĩ ơi, vì sao mà người ta bị bệnh kém trí nhớ vậy bác sĩ? Ồ, cái vấn đề này nó thuộc vào lĩnh vực khoa học. Ồ, vậy à? Nó rất là rộng. Cái nguyên nhân thứ nhất á, dạ, là nó, theo cái tiếng Tây đó nó gọi là vấn đề sân si. Dạ. Vấn đề Donadoni. Dạ. Platinum Jamboree nó mới sụp sệt đó. Bác sĩ ơi, vì sao mà em nghe gì mà có gì Buri sụp sụp rồi so xít này nọ đúng không? Ồ, những cái từ đó là gọi là từ chuyên môn. À, từ nó dùng trong khoa học. Dạ. Nhiều khi người thường người ta không có hiểu đâu. Ồ, giống đó bác sĩ. Nhưng mà trong bước khi mà anh bước vào cái lĩnh vực mà y khoa đó, dạ, thì nó rộng vô cùng. Dạ. Nó rộng vô cùng. Bởi vậy tiếng Tây nó có một cái câu là vấn đề Francais, vấn đề, dạ, vấn đề ambulance, dạ, vấn đề vocabulaire, trật ba te nó mới té. Đó, xong rồi nó mới động sò não, xong nó mới bị mất bình thường. Dạ, nó gọi là suy nhược thần kinh. Dạ, đó, suy nhược thần kinh. Mà anh cũng không có ngoại lệ đâu. Nhưng mà suy nhược là sao vậy bác sĩ? Thì nó làm cho con người ta bất bình thường, giống như ông vậy đó. Ừ, vậy rồi làm sao mới hết được thưa bác sĩ? Chết. Ý tôi nói nó làm tiêu diệt cái triệu chứng mà nó làm cho con người ta suy nhược đó mà. Tiêu diệt nó đi. Rồi, tiêu diệt nó đi. Nhưng mà mình làm sao mình mới tiêu diệt được nó bác sĩ? Cái đó là cái vấn đề nó khoa học nữa. Dạ. Cái vấn đề đó tiếng Tây nó gọi là, thôi nói tiếng Việt đi. Dạ, tiếng Việt.
mình phải thí dụ đi, tôi thí dụ. Ông làm việc đó, ông có hay bị căng thẳng không? Làm việc dạ căng thẳng làm việc căng thẳng lắm bác sĩ. Căng thẳng lắm Thì mình phải tập thư giãn. Thư giãn? Thư giãn là đừng để nó căng thẳng nữa ha bác sĩ. Mình phải tập thư giãn. Bây giờ tôi ví dụ như ông là bây giờ ông có thể thử đó, ông tập đó là ông vừa làm việc ông vừa hát. Vừa. Ê, nhưng mà không được bác sĩ ơi. Không được đâu. Nhớ. Trời ơi, ông làm hồi cứ tôi lãng theo ông luôn. Nhớ ông bị quên lời ha. Thì bây giờ ông vừa làm ông vừa quyết gió. Vừa làm quyết gió. Ê, nhưng mà cũng không được bác sĩ ơi. Ông sao kỳ vậy? Tại vì em là thổi kèn trong ban nhạc mà, em vừa thổi kèn em vừa quyết gió đâu được. Vậy là ông là nghệ sĩ phải không? Dạ em là nghệ sĩ. Thấy chưa, hồi nãy ông vừa bước vô là tôi đón ra liền. Ủa vậy hả bác sĩ? Nghĩ ông là nghệ sĩ rồi đó. Ủa, tướng em giống nghệ sĩ lắm hả bác sĩ? Không phải, tại vì mấy người mà nghệ sĩ đó nó có cái máu khùng khôn. Ê, nhưng mà em đâu phải là nghệ sĩ đâu, em là thổi kèn trong ban nhạc thôi mà, đâu phải là nghệ sĩ. Ông quên. Dạ. Tôi quên ông là nhạc công. Dạ là nhạc công. Tôi quên ông là nhạc công, ông thổi kèn ha. Dạ nhạc công thổi kèn. Dạ, trời ơi, nhưng mà tôi nói nghe nhạc công cũng bị đi riết lây luôn. Ông là nhạc công mà anh thổi kèn đó. Dạ. Thì anh phải vận động cái cổ dữ lắm thôi. Dạ, vận động cổ họng. Bây giờ anh hạ họng ra tôi coi coi, tôi khám trước coi. Dạ thôi, dạ ông kỳ quá. Gì đâu kỳ, có tôi với anh không kỳ gì. Trời ơi, đi khám bệnh đừng mắc cỡ. Không hả họng rồi bác sĩ lấy mấy cái gì thọc thọc cho họng em vậy, nhậu lắm. Không có đâu, trời ơi bác sĩ mình phải cẩn thận. Dạ. Cái vấn đề đó nó tiếng Tây nó gọi là, thôi nói tiếng Việt đi. Dạ. Nếu mà nói cho đơn giản là tôi trọt đúng chỗ lắm. Trời, chỗ nào đáng tôi mới trọt. Mà cái nào nó vừa dặn vô cái nấy mới trọt. Trọt tầm bậy người ta xu ở tù chết á. Hả họng ra coi. Trời ơi, đèn sáng thấy không? Dạ. Đau vậy, đau à. Trời, thuốc nhiều lắm ha? Dạ đâu có đâu. Trời, mùi thuốc không. Không có đâu, bác sĩ nhỏ lớn rồi chưa cầm mỗi đứa thuốc hút qua hơi não chưa á. Ủa vậy hả? Dạ không biết hút thuốc. Vậy ông không biết hút thuốc? Dạ không biết hút thuốc. Trời ơi, thì ông xui xẻo quá, mình biết hút thuốc á. Sao vậy bác sĩ? Phải chi mà ông ghiền thuốc á. Dạ. Bây giờ ông bỏ thuốc là bệnh hết liền. Trời ơi, hay vậy hả bác sĩ? Trời ơi. Vậy là nếu mà mai mốt mà bác sĩ trị bệnh em mà em không hết bệnh á, rồi cái em tập hút thuốc cho nhiều vô. Hút cho nhiều vô xong một cái em bỏ hút thuốc. Hết bệnh liền. Hết liền, trời ơi. Cái đó là khoa học đó, là bây giờ là thuốc nhất là chỉ có cái cách đó thôi. Trời ơi, hay quá. Hên dễ sợ, bữa nay là số đỏ gặp ngay bác sĩ, hên quá. Cái gì đâu hên với xui. Nhưng mà sao tôi biết là tôi biết tại sao anh bị căng thẳng rồi. Sao căng thẳng bác sĩ? Tại anh mở miệng ra xong là tôi biết anh là cờ bạc rồi. Ôi trời, anh thua anh lo quá độ, mà anh thắng là anh mừng quá độ không? Vậy không dẫn đến tình trạng suy nhược sao nữa? Không có đâu bác sĩ, em không có cờ bạc gì trơn trọi á. Trời ơi, anh bị mất trí nhớ mà anh nói gì sao tôi tin cho được. Không có mất trí nhớ nhưng mà vụ này em nhớ kỹ lắm. Tại vì nếu mà em có cờ bạc á là giờ em đâu có còn nhà cửa xe cộ vợ con còn nguyên mà. Nếu mà cờ bạc là mấy đó mất tiêu hết trơn rồi. Vậy dạ cũng đúng nha. Dạ nhưng mà vậy đúng là chơi bời nhiều quá. Không có đâu, không dám đâu bác sĩ ơi. Không dám sao bệnh nặng dữ vậy? Thì bác sĩ cũng có vợ, bác sĩ biết mà. Không có đâu. Vậy vợ trẻ đẹp lắm phải không? Có mà. Vậy chứ cái gì? Nói, bác sĩ cũng biết rồi. Tiền làm như đưa cho bà giữ hết trơn, đâu có tiền đâu, đi chơi bời bậy bạ. Hú hồn, cái vụ này nghe quen quá trời luôn nha. Vậy hả bác sĩ? Cái vụ gì chứ, cái vụ này tôi kinh nghiệm tràn đầy. Ồ vậy hả bác sĩ? Giờ tôi chút. Dạ. Lấy thuốc cho. Ồ, thuốc gì vậy bác sĩ? Thuốc ngủ. Ồ, em đâu có mất ngủ đâu à, bác sĩ cho uống thuốc ngủ. Không, cái này là để cho vợ anh uống. Ồ, vợ em uống hả? Ừ. Sao kỳ vậy bác sĩ? Bởi vì tôi nói cho anh nghe, bởi vì cái vấn đề tâm lý y khoa đó, nó rất là rộng. Dạ. Khi mà bước vào cái lĩnh vực y khoa nó rộng lắm. Dạ. Nhưng mà tôi nói cho anh, bữa nay đó gặp anh đó là tôi mới nói đó. Chứ giờ không gì? Gặp anh mà tôi không nói chưa chắc 7-8 tháng là tôi chưa nói được dài. Tại vì ế quá hả chị? Đúng, hồi nãy giờ anh ngồi đây anh đâu có... Không phải. Trời ơi, ế đâu mà ế, làm được lắm. Anh tới đều. Dạ. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe, bạn tri kỷ khó tìm. Mừng quá bác sĩ, bạn coi em giống như bạn vậy. Dạ. Bây giờ tôi nói cho anh nghe nha. Thì cứ trung bình đó thì mỗi người đàn ông đó mỗi ngày họ nói 2.000 chữ. Con đàn bà thì 10.000.
Nhưng mà lạ một điều đó, là đàn ông khi họ đi làm về tới nhà là nói hết 2.000 chữ rồi. Đó. Còn đàn bà chỉ nói có phần nữa thôi. Dạ. Còn một phần nữa còn lại đó, chờ nói cho tới khi nào đi ngủ xong mới hết nói. Tôi bảo đảm anh thấy cái chữ gì không? Dạ. Tiếng Tây nó gọi là aspirin. Dạ, aspirin. Đó, aspirin là thuốc. Dạ. Thì nói dịch là kệ cha nó đi biết thuốc ngủ là được rồi. Dạ. Bây giờ 100 viên anh về. Dạ. Anh cho bà uống mỗi ngày 2 lần. Dạ. Mỗi lần 50 viên. Trời ơi, bảo đảm ngủ khỏi nói luôn. Uống nhiều dữ vậy hả bác sĩ? Ừ, ngủ trời ngủ sướng luôn, ngủ suốt luôn, gọi suốt á. Uống gì là tốn tiền chết. Không có tốn đâu, không tốn nhiều á. Tôi chẳng thà tốn một lần có 7.000 đồng bạc à. Tóc đài thôi thấy không? Rồi suốt đời không tốn gì hết, khỏe re luôn. Trời ơi, lạ gì ha. Ý của tôi là vậy đó. Anh, dạ em nói thiệt bác sĩ nha, không biết là vợ bác sĩ thì sao chứ vợ của em á, mà mỗi lần em đi làm về em đưa cái chất tiền cho bác, bà cất xong cái bà im ru à, không nói tiếng nào chừng á. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ vậy là tôi biết tại sao anh căng thẳng rồi. Uống rượu phải không? Ừ, không có đâu bác sĩ ơi, em không uống rượu. Trời ơi, uống rượu nó mới vậy á, chứ còn cái nào độc như rượu nữa. Dạ còn chứ. Cái gì? Axit á. Axit độc hơn à. Độc hơn rượu nữa à, nó uống vô một cái chết liền á. Ôi, tại vì tôi nói cho anh nghe, cái lĩnh vực đó là thuộc lĩnh vực hóa học rồi.